Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức mới nhất trên kênh YouTube báo sức khỏe và đời sống. Thưa quý vị, những ngày vừa qua, vụ việc cô gái trẻ một mình tấn công ba nam thanh niên đã khiến cho cả ba người thương vong đang là chủ đề được chia sẻ, bàn tán xôn xao trên nhiều diễn đàn. Nhiều người không khỏi thắc mắc là lý do gì mà cô gái sinh năm 1996 này lại có hành động dã man, hung tợn đến như vậy trong chính hôn lễ của bạn mình. Tới nay, ngọn nguồn nguyên nhân của vụ việc cuối cùng cũng đã được hé lộ hé lộ nguyên nhân đàn nữ xuống tay khiến cho ba người thương vong ở đám cưới. Vụ án mạng ngày 9 tháng 5 ở một đám cưới tại huyện Phúc Thọ, Hà Nội đã làm rúng động mạng xã hội trong nhiều ngày. Ngoài những bức ảnh chụp hiện trường đông đúc, hỗn loạn, cư dân mạng cũng truyền tay nhau hình ảnh của cô gái gây ra vụ việc. Tuy nhiên, mãi cho đến nay, những thông tin về nguyên nhân mâu thuẫn hay danh tính của cô gái này mới được tiết lộ. Đối tượng tên là Hồ Thị Bích, sinh năm 1996, trú tại huyện Phúc Thọ. Qua xác minh làm rõ, khoảng 12 giờ ngày 9 tháng 5, tại hôn lễ, nhà trai ở xã Phụng Thượng đến đón nhà gái ở xã Hiệp Thuận. Lúc này, NNL, sinh năm 2007, trú ở thôn 6, xã Tam Hiệp, huyện Phúc Thọ, thuộc bên nhà gái và chạm với nhóm thanh niên nhà trai. Hai bên có cái cọ qua lại nhưng chưa xảy ra sự việc gì sau đó mọi người giải tán. Khi nhà trai đón dâu ở nhà gái về xã Phụng Thượng lại tiếp tục xảy ra mâu thuẫn, lờ bị một thanh niên trong nhóm nhà trai đấm vào mặt. Lúc này, Nguyễn Khai Vũ, sinh năm 2004, chú ở xã Hiệp Lộc 2 vào can, dùng tay đẩy vào cổ một thanh niên đánh lờ thì bị Nguyễn Mạnh Hùng, sinh năm 2003, Đỗ Văn Năng, sinh năm 2007, Khuất Văn Phúc, sinh năm 2002, cùng chú tại xã Phụng Thượng và một nhóm thanh niên lao vào đánh. Thấy vậy, Hồ Thị Bích, là em họ của Nguyễn Khai Vũ đã dùng dao gấp khiến cho Nguyễn Mạnh Hùng, Đỗ Văn Năng, Khuất Văn Phúc. Hậu quả tử vong tại bệnh viện, Năng bị thương vùng mắt, Phúc bị chấn thương nặng vùng bụng, hiện đang cấp cứu tại bệnh viện. Sau khi sự việc xảy ra, Công an huyện Phúc Thọ đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố Hà Nội tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm nạn nhân tử vong, thực hiện các biện pháp điều tra bắt giữ đối tượng Hồ Thị Bích và đang tiếp tục điều tra làm rõ một người trưởng thành đến đâu tùy vào việc họ mất bao lâu để ngồi cơn giận, có lẽ cũng dễ hiểu khi chính thủ phạm và các nạn nhân của vụ việc đều đang ở độ tuổi non trẻ, khiến cho họ khó lòng kiểm soát được cơn giận của mình. Tuy nhiên, để dẫn tới việc xảy ra án mạng thì không thể dùng sự nông nổi làm lý do để biện minh. Đáng nói, mâu thuẫn có thể đã được bỏ qua khi cả hai bên cãi cọ lần đầu ở nhà gái, nhưng thậm chí trong chính ngày trọng đại của bạn bè, các đối tượng vẫn không kiêng nể mà gây sự, lao vào gây gổ với nhau. Mâu thuẫn luôn bắt nguồn từ hai hay nhiều phía, vì thế nhiều cư dân mạng tin rằng phải có một nguyên nhân to lớn nào đó mới khiến cho một cô gái trẻ như Hồ Thị Bích sẵn sàng vung dao vào ba năm thanh niên ngay trong ngày trọng đại của bạn mình. Việc bảo vệ cho anh họ khi bị người khác đánh hội đồng cũng là tình tiết quan trọng và cần làm rõ để xác định đối tượng gây ra án có phải đang trong trạng thái bị kích động mạnh hay không. Cần làm rõ đối tượng gây án mạng có phải đang trong trạng thái bị kích động mạnh qua những bức hình lan truyền trên mạng xã hội chụp hồ thị bích ngay thời điểm vừa gây án đối tượng này đội một chiếc mũ màu đen mặc một chiếc váy ngắn để lộ một bên chân có hình xăm kéo dài Đi đôi bốt cao gót da cũng màu đen, trên tay không cầm vật gì mà buông thõng, đối tượng có vẻ mặt hoang mang thẫn thờ nhìn về một hướng. Theo thông tin từ bài viết đăng tải trên báo điện tử An ninh thủ đô liên quan tới vụ việc, phân tích dưới góc độ pháp lý, luật sư Nguyễn Thị Thu, đoàn luật sư Hà Nội cho rằng, cho dù vì lý do gì, hành vi dùng hung khí khiến cho ba người thương vong trong đám cưới của cô gái là đặc biệt nghiêm trọng và cần phải bị xử lý nghiêm khắc để xử lý đúng người đúng tội cơ quan điều tra sẽ làm rõ nguyên nhân động cơ sự việc diễn biến hành vi của những cá nhân liên quan trạng thái tinh thần của đối tượng vào thời điểm tấn công ba người đàn ông xem có thuộc một trong các trường hợp loại trừ trách nhiệm hình sự như phòng vệ chính đáng tình thế cấp thiết hay sát hại người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng hoặc trong tình trạng tinh thần bị kích động mạnh hay không. Nếu có căn cứ cho thấy cô gái đã bị những người đàn ông đó tác động vật lý, xúc phạm dẫn đến tinh thần bị kích động mạnh mới thực hiện hành vi như vậy thì đối tượng này có thể bị xem xét xử lý hình sự về sát hại người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh. Theo điều 125 Bộ luật hình sự 2015, người nào gây án mạng trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh do hành vi trái pháp luật nghiêm trọng của nạn nhân đối với người khác hoặc đối với người thân thích của người đó thì bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Phạm tội đối với hai người trở lên thì bị phạt tù từ 3 đến 7 năm gây án mạng trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh là hành vi của một người không tự kiềm chế được mình trước hành vi trái pháp luật nghiêm trọng của nạn nhân đối với chính mình hoặc đối với người thân thích của mình nên đã sát hại nạn nhân trường hợp kết quả xác minh cho thấy nguyên nhân mâu thuẫn là nhỏ nhặt dù đã được nhiều người can ngăn nhưng cô gái vẫn sử dụng hung khí nguy hiểm là dao nhọn để gây thương tích nghiêm trọng và thiệt mạng cho các nạn nhân thì sẽ bị xử lý về tội sát hại người theo Điều 123 Bộ Luật Hình sự năm 2015, với tình tiết sát hại từ hai người trở lên, hành vi có tính chất côn đồ, Đối tượng thực hiện hành vi có thể phải đối mặt với khung hình phạt là phạt tù từ 12 đến 20 năm, tù trung thân hoặc tử hình. Nếu có căn cứ cho thấy cô gái không có mục đích sát hại nạn nhân, việc nạn nhân tử vong là nằm ngoài ý thức chủ quan thì có thể bị xử lý về một trong các tội như tội cố ý gây thương tích, tội cố ý gây thương tích trong tình trạng vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng hoặc tội cố ý gây thương tích trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh. Cuối cùng, luật sư Thu đề xuất vụ việc trên diễn ra trong đám cưới với khá đông người tham dự, gây ra hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, gây hoang mang lo lắng trong dư luận. Do đó, cơ quan điều tra cần nhanh chóng làm rõ nguyên nhân của sự việc, hành vi của các bên có liên quan để xem xét xử lý nghiêm nhằm đảm bảo tính gian đe. Qua diễn biến vụ việc, có thể thấy hành vi của đối tượng Hồ Thị Bích bắt nguồn từ việc muốn bảo vệ anh họ khi thấy anh bị tấn công hội đồng. Tuy nhiên, dù đây có thật sự là nguyên nhân dẫn tới hành động đoạt mạng người khác hay không thì hành vi này vẫn cần phải chịu sự trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật. Ngoài sự chú ý dành cho đối tượng gây án Hồ Thị Bích, danh tính và gia cảnh của nam thanh niên tử vong trong vụ việc cũng được quan tâm. Người thân trong gia đình nạn nhân cho hay, nam thanh niên mồ côi bố từ năm 9 tuổi, mẹ nạn nhân dự định tháng 10 năm nay sẽ tổ chức đám cưới cho con trai thì bất ngờ xảy ra sự việc đau lòng. Hoàn cảnh éo le của nạn nhân thiệt mạng trong vụ xô xát tại đám cưới. Nạn nhân của vụ việc tên là Nguyễn Mạnh Hùng, 22 tuổi, trú tại thôn 10, xã Phụng Thượng, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội. Những ngày qua, rất đông người dân đã đến căn nhà nhỏ ở thôn 10 để chia buồn cùng chị Dương Thị Tĩnh, mẹ của Hùng. Anh Nguyễn Anh Tuấn, chú của Hùng cho biết, hôm 11 tháng 5, người thân đã ra đồng hoàn thiện lại phần mộ và tổ chức làm lễ cúng 3 ngày cho Hùng. Theo anh Tuấn biết, Hùng cùng bạn gái đi đám cưới bạn ở trong thôn. Sau đó, nhóm của Hùng có xảy ra mâu thuẫn với một cô gái. Tuy đã được mọi người tại đám cưới can ngăn, hòa giải, nhưng đến khoảng đầu giờ chiều ngày 9 tháng 5, hai nhóm lại gặp nhau ở buổi lễ thành hôn. Tại đây, hai bên đã tiếp tục xô sát, khiến cho Hùng và hai thanh niên khác bị một cô gái dùng dao bấm đâm vào người. Anh Tuấn kể trong cơn nghẹn ngào, cháu tôi bị nặng nhất, dù được đưa lên bệnh viện cấp cứu ngay, nhưng vẫn không qua khỏi. Người thân trong gia đình cho biết, từ khi xảy ra sự việc cho đến nay, mẹ của Hùng chỉ nằm ở giường, không ăn uống gì, thi thoảng lại tỉnh dậy, gào khóc gọi tên con. Một người thân trong gia đình cho hay, bố cháu Hùng mất từ năm cháu mới 9 tuổi, hơn chục năm nay chỉ có mỗi hai mẹ con sống với nhau. Trước đây mẹ Hùng chỉ làm ruộng, nhưng vài năm nay thì hai mẹ con cùng đi làm thuê cho một xưởng mộc ở huyện Thành Thất. Do gia đình không có điều kiện nên Hùng học hết phổ thông, không thi đại học mà đi làm thuê kiếm tiền về phụ giúp mẹ trả nợ xây nhà. Cũng theo chia sẻ, vào tháng 4 năm 2023, gia đình Hùng và gia đình bạn gái đã gặp mặt, nói chuyện cưới hỏi. Hai bên gia đình đều đã thống nhất đến tháng 10 năm nay sẽ tổ chức đám cưới, nhưng lại bất ngờ xảy ra sự việc đau lòng. Nạn nhân Nguyễn Mạnh Hùng là một trong ba nam thanh niên có tham gia đánh hội đồng Nguyễn Khải Vũ, anh họ của Hồ Thị Bích. Nếu nhìn nhận khách quan, Nguyễn Mạnh Hùng cũng có một phần lỗi khi đã không kiềm chế được cơn nóng giận mà vào hùa tác động vật lý lên người khác. Đó là bài học đắt giá cho việc phải giải quyết mâu thuẫn bằng nắm đấm. Chỉ đáng tiếc là bài học này, Hùng đã phải trả giá bằng cả tính mạng từ khóa án mạng tại đám cưới hay cô gái xuống tay khiến cho ba người thương vong tại đám cưới có lẽ là từ được tìm kiếm nhiều nhất trong những ngày qua cho thấy mức độ ảnh hưởng của vụ việc tới dư luận. Đó cũng là nguyên nhân khiến cho nhiều người lo lắng về sự manh động, hung hăng ngày càng tăng trong giới trẻ hiện nay. Tất cả những tin tức mới nhất của sự việc sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.